Anh Pháp làm được chưa anh Pháp? Chưa. Chưa anh comment nhưng mà để em thấy nha. Đấy, rồi. Anh kích vào cái phải này, khoảng trống này, chọn trình quản lý dấu trang này, kích vào cái chữ cốc cốc này, chọn dấu trang này, chọn trình quản lý dấu trang này. Đấy. Hoặc là anh Rồi. bấm Ctrl Shift O. Đó, mình đặt cái một cái thư mục, thêm một kích chuột phải vào, mình chọn thêm thư mục mới, kích chuột phải vào khoảng trống này, chọn thêm thư mục mới, sau mình đặt tên là công cụ marketing nha, công cụ marketing. Đấy, bấm lưu. Đấy, bấm lưu, anh có thể kéo lên trên ở giữa. Rồi Đấy rồi. rồi, anh chị nào mà làm được rồi á mình bấm comment là ok nhá, ok nhá. Ok. Ok, anh Pháp ok, chị Nhiên ok. Anh Cường làm được không nhỉ? Cường ơi. Anh Cường ơi. Cường ơi. Anh có nghe không? Cường bị out rồi. Cường bị out rồi. 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 Anh Cường có thấy cái màn hình em chia sẻ không? Dạ, em thấy rồi ạ. Rồi, anh làm cái dấu trang này được chưa hai? Dấu À, trang dạ này chưa, dạ chưa anh ạ, tại nè. vì cái mà em vừa mới bị rớt sóng, em vừa Rồi. mới vào lại ạ. Anh dùng cốc cốc hay là anh dùng chôm? Dạ em dùng chốm ạ. Rồi nhìn chôm là anh nhìn qua em này. Rồi. Dạ. Một là anh kích vào chuột, cái chuột phải ở trên thanh công cụ này. Anh chọn là trình quản lý dấu trang này. Anh kích được không? Dạ. Chuột phải ở ngoài, mình chọn trình quản lý dấu trang đấy. Hoặc là cái file này có ghi âm á, cái file này có ghi âm á thì sau khoảng 9 giờ mình kết thúc, 9 rưỡi mình kết thúc buổi học á, thì anh xem lại cái đoạn đầu này, này mình cài Dạ công dạ cụ anh dạ nhé. dạ dạ Rồi bây giờ em sẽ gửi cái hai cái slide lên cho anh chị mình xem này, những cái lô này. Đấy, gửi cái slide buổi học hôm nay. Slide bài giảng về công cụ marketing này. Công cụ marketing. Và gửi luôn cái công cụ marketing của Đắc Xanh để em làm chuyên nghiệp hơn. Để mình học chủ yếu là cái slide ở số 1 thôi, công cụ marketing này thôi. Đấy, rồi. Anh chị nào mà tải xong rồi mình nhắn vào nhóm chat số 1 nhé. Mình tải về á, tải về xong rồi mình nhắn vào nhóm chat số 1. Đấy, lên Zalo mình tải về. Đấy, anh Pháp mà tải xong rồi này. Anh Pháp tải xong rồi.
Rồi anh Cương tải xong này. Anh Hiếu với chị Nhiên mình tải được chưa ha? Rồi chị Nhiên tải được rồi này. Anh Hiếu tải được chưa anh Hiếu ha? Anh Hiếu ơi. Anh Hiếu đi đâu rồi? Rồi. Mình tiếp tục học nhé. Rồi. Cái công cụ đầu tiên mà anh chị chúng ta cần học á, anh chị chúng ta mở cái slide công cụ marketing đây này. Công cụ marketing đây này. Công cụ số 1 là tìm ID của Facebook. Tìm ID của Facebook. Đấy. Các anh chị có thấy slide không ạ? Dạ rồi. Rồi. Thì đây là một cái quy trình đầu tiên này. Quy trình để làm một cái quy trình chạy quảng cáo bán ra đơn hàng chăm sóc khách hàng. Thì ứng với mỗi giai đoạn này á, ứng với mỗi giai đoạn này á, thì sẽ có nhiều cái công cụ hỗ trợ mình vào việc việc là giúp mình tối ưu lại chi phí bán hàng này, chi phí hiệu quả về nhân sự. Đấy. Rồi thúc mình tiết kiệm thời gian hơn nhiều. Đấy, anh Hiếu mình bị out rồi anh Hiếu. À. Anh Hiếu bây giờ có nhìn thấy nghe rõ và nhìn thấy slide không anh Hiếu ơi? Anh nghe rõ thì anh comment ok nhé.